Tóm tắt nhanh nội dung tập trước, đây là một ngôi làng trông bình thường nhưng lại không hề bình thường. Một ông già còng lưng, một ông thầy bói, một thầy giáo dạy học hay một ông thợ rèn, tất cả đều có pháp thuật khủng khiếp. Nhưng bọn họ lại cùng xuất hiện tại ngôi làng nhỏ này. Cho đến những thứ tầm thường như một con cá, một chiếc lá cây cũng có thể là cơ duyên lớn. Nam chính Trần Bình An bị mỹ nhân tiên tử tặng cho một trường làm đầu óc choáng váng. Tuổi thọ giảm xuống còn nửa năm. Đúng lúc cậu ta tuyệt vọng và đang chuẩn bị đồ đạc để đi gặp cha mẹ đã khuất, thì ông thầy bói kiêm ngời shipper Lục Trầm đưa một mỹ nhân đến nhà nhờ cậu hãy cứu sống vị mỹ nhân này. Kể từ giây phút đó, duyên phận giữa hai người họ đã kết xuống. Mỹ nhân này được cứu sống, còn Trần Bình An thì lên đường đi báo thù tiên tử Thái Kim Giản. Cô hàng xóm chị Khuê đột nhiên mở cửa nhà Trần Bình An. Đột nhiên thấy trong nhà lại có thêm một người con gái xinh đẹp. Chị Khuê giật mình bất ngờ. Cô chưa từng nghe nói Trần Bình An có họ hàng xa mà. Vị tỷ tỷ này là ai vậy? Ninh Diêu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng tiễn khách. Trần Bình An tìm thấy mỹ nhân tiên tử đang đi cùng với một tên công tử gọi là Phù Nam Hoa. Thái Kim Giản sợ lão già Lưu Chí Mậu ghi hận. Có thể khi rời khỏi ngôi làng mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế là cô ta dùng chiêu mỹ nhân kế, tỏ vẻ yếu đuối khiến Phù Nam Hoa động lòng muốn bảo vệ mỹ nhân. Đúng lúc sắp được nắm tay mỹ nhân thì cô ta lại rụt tay lại. Nhìn dáng vẻ ngây thơ đó, trái tim hắn đột nhiên đập loạn nhưng rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh. Tâm cảnh bị hỗn loạn sẽ khiến tu vi bị thụt lùi. Cần thủ tiêu cô ta để giữ vững đạo tâm. Hắn lao đến, định ra tay diệt trừ mỹ nhân tiên tử. Thái Kim Giản bị bất ngờ. Mọi sự chú ý đều tập trung về phía Phù Nam Hoa. Đúng vào lúc đó, Trần Bình An đã lao nhanh về phía Thái Kim Giản, cầm trong tay làm mảnh sứ vỡ. Hung khí vô cùng tầm thường, nhưng lại sắc bén vô cùng. Thái Kim Giản không kịp phản ứng. Ngay sau đó là một cảnh hành động kinh dị không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Các bạn nhỏ xem mau che mắt vào. Tiên tử bị tác động vật lý vào cổ và được nam chính tặng một vé miễn phí đi xuống đất làm bạn với Jun. Sau khi tiên tử ngã xuống, Lưu Chí Mậu lập tức giật mình. Trước đó lão già này đã dùng bí thuật gieo vào người Trần Bình An một lá bùa. Sau đó lại âm thầm thi pháp để cho cậu ta kết thù với Thái Kim Giản. Mục đích chính là để dụ Trần Bình An đi liều mạng. Chỉ khi cậu chết đi thì nhân quả với con rồng nước sẽ bị cắt đứt. Ai ngờ kế hoạch lại thất bại. Nhưng không sao, lão ta còn có kế hoạch bì. Phù Nam Hoa sau khi nhìn thấy mỹ nhân nằm dưới đất lại tức giận. Chuyện xảy ra trước mặt mình, hắn cảm thấy mất danh dự. Không trừng phạt cậu thì sau này làm sao có chỗ đứng được. Thế là tên này nổi sát ý. Hắn ngưng tụ nội công vào ngón tay rồi thi triển chiêu thức nhất dương chỉ. Trần Bình An tránh né rồi cầm theo mảnh sứ xông lên, đâm liên tục, nhưng đều bị kẻ địch né được. Hắn ta tặng lại cho nam chính vài trường bay về sau. Trần Bình An cố gắng xoay sở bằng cách liên tục ném bình sứ về phía kẻ địch. Sau đó, lại bồi thêm một bao trò nữa khiến Phù Nam Hoa bị mù trong vài giây. Sau đó lợi dụng khói bụi che khuất tầm nhìn để chơi bài tập kích bất ngờ. Nhưng phản ứng của tên này lại quá nhanh. Hắn dùng một tay ngăn cản mảnh sứ. Tay còn lại, ngưng tụ nội công đấm bay nam chính về sau mấy chục mét. Chưa để cho cậu đứng dậy thì hắn đã lao đến, tặng thêm một chưởng đánh bay Trần Bình An vào tường nhà. Phù Nam Hoa tiến lại kiểm tra nhưng lại không thấy người ở đâu. Trần Bình An đánh úp bất ngờ, tay cầm bình sứ giáng thẳng vào mặt khiến kẻ địch choáng váng. Chỉ chờ có vậy, cậu ta lập tức lao tới áp sát, mảnh sứ trong tay hướng thẳng vào cổ kẻ địch. Trong lúc nguy hiểm tính mạng, Phù Nam Hoa đành phải sử dụng đến pháp bảo triệu hồi ra một con rồng, quấn chặt Trần Bình An lại. Chiêu thức này vốn là thủ đoạn giữ mạng của hắn, chỉ không ngờ là hôm nay lại phải lấy ra để đối phó với một phàm nhân. Được biết rằng người từ bên ngoài tiến vào làng đều chịu sự áp chế của thiên đạo. Sau khi Phù Nam Hoa sử dụng ra pháp thuật, sức mạnh thiên đạo lập tức giáng xuống, uy áp nghiền ép và phá hủy đi pháp thuật. Nhờ vậy mà nam chính đã giữ lại được cái mạng. Phù Nam Hoa đã trọng thương, đây là thời cơ phản công, cậu tặng cho kẻ địch một đá vào bụng, rồi lao đến, chuẩn bị đâm một nhát. Đúng vào lúc này, Tề Tĩnh Xuân thi triển chiêu thức ngưng động thời gian khiến mọi thứ xung quanh dừng lại. Ông chậm rãi đi bộ trên không trung, sức mạnh của thánh nhân quá khủng khiếp. Sau đó, Tề Tĩnh Xuân bắt đầu diễn hóa các khả năng có thể xảy ra giữa Trần Bình An và Phù Nam Hoa. Nam chính có 100% cơ hội để làm một trận chọc tiết gà. Mọi khả năng đều cho thấy Phù Nam Hoa bị cắt tiết, nhưng cậu ta cuối cùng lại dừng tay.
ý chí bền bỉ này làm cho Tề Tĩnh Xuân được giác ngộ. Ông giúp cậu hóa giải lá bùa mà Lưu Chí Mậu đã hạ vào người, sau đó muốn Trần Bình An cùng mình đi dạo. Vừa đi vừa giảng giải rằng ngôi làng này có khí vận dồi dào, những đứa trẻ sinh ra ở đây đều có tư chất và cơ duyên vượt trội so với đồng lứa ở bên ngoài. Tuy nhiên, toàn bộ trẻ sơ sinh ở thị trấn nhỏ này đều bị người khác dùng bí thuật đặc biệt để lấy một giọt máu rồi rót vào bản mệnh sứ. Tư chất của đứa trẻ giống như việc nung sứ, tất cả đều dựa vào vận may. Điều này khiến cho các thế lực tiên gia bên ngoài bỏ ra số tiền lớn để đặt cược. Cha của Trần Bình An biết được bí mật của bình sứ bản mệnh. Một khi bị người ta mở lò nung và mang ra khỏi thị trấn, đứa trẻ đó sẽ trở thành con rối suốt đời. Vì vậy, ông ta đã đập vỡ bản mệnh sứ của Trần Bình An. Bốn vị thánh nhân đã giao ước rằng cứ 60 năm sẽ thay một người đến trấn giữ và chăm sóc khí vận còn sót lại của Trần Long. Đúng vào lúc này, có một đứa trẻ rơi xuống giếng nước. Trần Bình An vội vã chạy đến cứu người. Nhưng không những không cứu được mà còn bị cậu bé kéo ngược lại xuống giếng. Những gì vừa xảy ra chỉ là ảo cảnh mà Tề Tĩnh Xuân tạo ra. Ông ta muốn dạy cho cậu một bài học về lòng trắc ẩn. Một hành động của lòng trắc ẩn được xác định bởi sự hữu ích của nó. Cậu có thể cứu người, nhưng tuyệt đối không để rơi mình vào chỗ chết. Mặc dù ông có thể ngưng động thời gian, nhưng mà chiêu này chỉ có tác dụng với người bình thường. Những cường giả thông thiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong số đó có một em mỹ nhân rèn kiếm, thậm chí cô hàng xóm xinh đẹp chị Khuê. Từ điều này liền có thể thấy lai lịch của chị Khuê không tầm thường. Ngoài ra Ninh Diều cũng không bị ảnh hưởng. Lưu Chí Mậu không muốn từ bỏ việc ám hại Trần Bình An. Lão ta âm thầm điều động sức mạnh, tiếc rằng ý định này đã bị nhìn thấu. Tề Tĩnh Xuân lập tức giằn mặt, dùng sức mạnh trấn áp lão ta nằm úp người xuống đất. Lưu Chí Mậu rồi rít cầu xin tha mạng và hứa rằng sẽ lập tức rời khỏi đây. Sau đó, Tề Tĩnh Xuân muốn tặng cho cậu một cái cơ duyên. Ông đi tới trước gốc cây hòe trong làng, cầu xin cây thần ban cho một lá cây giúp Trần Bình An kéo dài tuổi thọ thêm 3 năm. Không ngờ một gốc cây trông tầm thường lại ẩn chứa cơ duyên to lớn như vậy. Thời điểm Trần Bình An bị Thái Kim Giản phá hủy tuổi thọ, một chiếc lá cây đã rơi xuống nhưng giữa đường lại bay đi mất. Trần Bình An đã có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi khốn cảnh. Rất nhiều cơ duyên tìm tới, nhưng cậu ta lại không giữ được. Lần này Trần Bình An đã không bỏ lỡ cơ duyên nữa. Trên lá cây có một chữ Diêu, ám chỉ Diêu gia. Dù không có lá hòe này thì cậu vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu cậu nhận lá cây này thì nhân quả với Diêu gia sẽ kết xuống. Nhận được ân nghĩa này thì sau này sẽ phải dốc lòng báo ơn. Trần Bình An lập tức đồng ý. Rốt cuộc nam chính sẽ làm gì để quật khởi? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.